Hello, chào mọi người đó. Tháng 8 nè, hôm nay ngày mười mấy tháng 8 nè mọi người. Cái xứ nhà em là nó rộ rồi mọi người, rất là đẹp luôn. Thấy đẹp không? Đó, cây xứ này 28 năm rồi mọi người. Mấy năm rồi nhà em là quá đẹp xuất sắc luôn. Bông từng cái bông là nó nở nè. Tại vì những cái bông này có nước á, là tại vì trời mưa á mọi người. Đây còn nở nữa nha. Đó, thấy đẹp không? Đây cũng vậy luôn nè, nó rộ. Wow, đẹp luôn, quá đẹp luôn mọi người. Thấy không? Thấy cây sứ nhà em chưa? Rất là đẹp luôn. To, cái gốc của nó nè. Từ dưới lên trên, tại Mỹ nha. Cây này nè, đó. Mỗi cây là nó có mỗi cái gốc khác nhau mọi người. Quá đẹp luôn. Còn đây là cái lê nhà em nè, thấy không? Trái nè, nó bự không? Xịn sò. Trái này chín rồi, hái đi. Trái này chín rồi nè. Đường nào cũng giúp á, đó. Ăn thử. Cây hồng nhà em nè. Trái không? Nhiều lắm mà nó rụng hết, còn nhiêu đây nè, nó cũng còn mấy chục trái. Cây này nhỏ xíu à. Thấy chưa, cây hồng nhà em đó, cái bầu nó lòng thòng mà, thấy không? Nó chưa bầu này, cái đét mọi mấy cái trái này không đó, thấy không? Cái đậu mà ghế nó cũng mập luôn à, nó bầu à, thấy không? Xung xe, xung xung xe, thấy không? Trên cái đít ba mọi người nha, mọi người hãy nhấn nút subscribe nhà em nè, cảnh nhà em đó. Ba mọi người cho em một cái subscribe nha mọi người.